Có một cái này mình không thể lý giải được Đó là rõ ràng những cái bài đọc hiểu Ví dụ của GPT chẳng hạn Nó dễ hiểu như thế mà tại sao các bạn cứ kêu nó khó hiểu như thế nào Đây bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem thử một bài như sau nhá Một bài tham bưng quá khứ để GPT N2 nhá Các bạn thử đọc với mình xem nó có khó hiểu thôi không nhá Ừ Kabe wa tomo cô no genkai o kimete shimao Negative na image o motarete imasu ga 実は人間が他の個体と関係を調整するための大変重要なエレメントだったのではないかと僕は考えています。 Đọc xong một câu văn dài lên hết thì bình thường chúng ta sẽ xác định cấu trúc khung của câu văn đúng không? Tuy nhiên nếu mà những cái câu dài mà nó có những cái dấu phẩy rất là rõ ràng như này Thì các bạn tạm thời thử dịch lướt theo những cái dấu phẩy từng cái cụm một xem sao đây thử nhá ừ. ừ làm sao nhỉ? Bức tường thì đôi khi nó sẽ mang những cái hình dung mà nó hơi tiêu cực một chút Negative là tiêu cực đúng không nào? À, hơi tiêu cực một chút cái mà gì đấy nó quy định cái giới hạn của hành động Thế nhưng mà gà ok Đúng vậy đúng nào? Thế nhưng mà tôi, tôi cho rằng Thực tế ra thì nó lại là một cái yếu tố Elemento Có nghĩa là yếu tố Yếu tố gì? Yếu tố vô cùng quan trọng Để Tham mê Để gì? Để con người Con người làm sao? Con người điều chỉnh Điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh cái mối quan hệ Với những cái vật thể khác hồ ca Cô tay tốt càng kéo cho xe Ok? Đấy Câu văn nó Dễ hiểu thế mà

Thì câu này tác giả triển khai tiếp cái ý là vì sao có bức tường thì con người có thể sinh sống được hòa thuận với nhau thì các bạn thấy tách làm hai vế đi. ở ừ, mascara nên đưa ra cái lý do. Vì vì gì nhỉ? Nếu như mà được ngăn cách bởi những cái bức tường như vậy thì thì có thể hình thành được những cái khoảng cách về mặt tâm lý và như thế thì con người sẽ có thể sinh sống với cái mật độ cao và và cái khoảng cách mà để di chuyển thì nó cũng sẽ ít đi. Ok chưa? Và câu cuối này Ao oh, e ba aemasushi aitaku nake kabe no ichi -e ni này nghĩa là Ừ thì bây giờ là Ừ có bức tường đấy rồi thì bây giờ muốn gặp thì mình sẽ có thể gặp Mà không muốn gặp thì mình cứ ở bên trong cái bức tường đấy là Là xong rồi Đấy một cái bài nó đang chỉ Nó đang trình bày về cái chức năng của bức tường Trong đời sống của con người hiện tại thôi Nó đơn giản như vậy mà sao các bạn cứ kêu khó thế như thế nào Đùa đấy Nói chung là phải luyện đọc nhiều thì mới thấy dễ được mọi người ạ. À. Thế nên là cố gắng lên nha. Luyện đọc nhiều